Thưa quý vị, ngày nay có thể xem rác thải cũng là nguồn tài nguyên quý giá. Thay vì vứt bỏ, rác thải sinh hoạt đã được phân loại tái chế, không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống mà còn mang lại nhiều giá trị về kinh tế. Trước tiên, để chuỗi giá trị xanh thành tài nguyên bền vững, cần sự chung tay của các cấp các ngành và của mỗi người dân trong từng nếp nghĩ cách làm như thế nào để tránh lãng phí tài nguyên rác. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lựa chọn ngẫu nhiên tổ dân phố số 1 của phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để giám sát công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023. Có thể dễ dàng nhận thấy, công tác phân loại rác thải sinh hoạt bước đầu đã trở thành thói quen của các gia đình. Đối với những ngôi nhà trong phố, việc trồng rau từ những khoảng sân tận dụng các không gian trống của gia đình để phủ xanh những mảnh vườn cũng được các chi hội ưu tiên lựa chọn. Vì vậy, các loại rác hữu cơ, rác nhà bếp đã được xử lý thành phân bón cho cây trồng thay thế phân hóa học, qua đó tạo ý thức cho người dân bước đầu làm quen dần với việc phân loại rác thải tại nhà và tái tận dụng rác thải một cách khoa học. Cái rác thải hữu cơ thì chúng ta đều tận dụng được, mà rất tốt trồng vườn, làm nông, vừa vệ sinh, bảo đảm môi trường và an toàn. Em ở khu vực này thu gom rác thải rất tốt, nói chung là thấy nhà nào cũng thế. Đều có thùng để thu gom rác thải. Là địa bàn sầm uất với nhiều loại hình kinh doanh buôn bán và thu hút rất đông khách du lịch, nên ngay từ khi thành lập, tổ nòng cốt quản lý rác thải địa phương đã bắt đầu thực hiện các chiến dịch nhằm phổ biến văn hóa phân loại rác thải tại nguồn, như tuyên truyền với các pano, slogan trực quan, mô hình xe thu gom được đặt tại khắp các khu dân cư, tổ dân phố để thu hút đông đảo bà con nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa bàn khu dân cư. Những hộ gia đình nào vừa kinh doanh vừa sinh sống tại tổ dân phố thì đều phải tham gia xử lý rác thải, kể cả những cháu bé, các cháu mang giấy loại này, rồi lon bia này đến đổi qua. Và đó cũng là một hình thức giáo dục các cháu từ lúc còn nhỏ để có ý thức bảo vệ môi trường. Phân loại rác tại nguồn là bước đầu tiên để thực hiện quản lý rác thải. Và nhắc đến Đà Nẵng là nhắc đến hình ảnh một thành phố văn minh, xanh, sạch đẹp, điểm đến an toàn, hấp dẫn và mến khách. Tuy nhiên, để duy trì bền vững được điều này, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, kể cả du khách, cùng vào cuộc chung tay bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác giám sát từ trước đến nay thì có một cái điều nhận xét ban đầu, cái công tác tuyên truyền vận động để nâng cao cái nhận thức cho người dân trong cái việc phân loại rác thải khá là tốt. Tuy nhiên, cái mà vấn đề gặp phải trong thực tế là hiện nay cái phương tiện, cái dụng cụ, trang thiết bị để mà giúp cho cái ý thức nó đi vào thực tiễn thì nó còn gặp nhiều khó khăn. Rác thải là nguồn tài nguyên quý giá, tuy nhiên để xây dựng và thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, xây dựng lan tỏa những mô hình hay, gương điển hình về công tác phân loại rác thải, luôn cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và của mỗi người dân nhằm góp phần xây dựng môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp.